chào cô chú anh chị. Em mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em đi xuống bữa giờ chợ ở Long Hải mưa nhiều quá, em không có đi quay clip cho cô chú anh chị xem được. Hôm nay trời hơi bớt mưa buổi sáng, mà hôm nay trời thổi quá, em xuống dưới bến Long Hải của quê hương em quay clip cho gia đình xem. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em mời cô chú anh chị đi với em. Em đi xuống xem coi mấy thúng đò dưới đây bà con ngư dân mình vô đánh bắt có được nhiều hay không. Trời, bữa giờ mưa nhiều lắm, em không có đi được. Bữa nay hơi trong trời chút xíu, xuống đây coi bà con mình đi biển coi cá vô nhiều không, có cá gì ngon ngon em mua em về nấu ăn review cho gia đình xem. Xe máy cày đang kéo thúng bà con mình lên gia đình đi học phê, giờ này mới vô. Ngày này cũng cực, vô có tiền nhưng mà chịu khó gỡ đồ dơ đồ cũng nhiều. Ở đây cái làng chài này nó nằm tuốt ở dưới cuối của thị trấn Phước Hải, nằm tuốt dưới này luôn gia đình. Sát nhà luôn gia đình. Wow, mới vô anh à. Nên mình vô có không anh? Ồ, cá xanh xương ha. Này không phải cá, cái này là cá nhái anh. Từ mình đi hồi nào giờ này mình mới vô vậy anh trai? 2 giờ phê à. Cái chích, cái dựa. À, tàu chặt nè. Đó thì đây lụm ba con, lụm ba con, ổng lụm ba con đó. Nhà này anh bị dách lưới rồi. Tàu qua lắp. Khổ, giờ không có còn bị tàu qua nữa. Anh nói giờ là anh bưng bỏ lên đây bắt giờ chai luôn, dách nhiều quá. Anh đi biển vô, vợ mấy anh nó mua đồ ăn xuống tới đây ăn luôn. Đây là hai chiếc xe máy cày đang chờ thúng vô chờ kéo lên nè gia đình. Kéo một chiếc vậy thì lên xuống vậy là cũng 50-60 ngàn. Chú này mới vô hả? Thấy cá lưới đóng cá bộn. Chào chú, cho con quay phim chút nha chú. Mình đi lưới gì vô vậy chú? Lưới lặn hả? Cá đó là cá sóc hả chú? Bữa nay mình vô có không vậy chú? À, trời thổi quá không có. Dạ, ồ đây đóng cá ghim quá trời. Cá ghim ghẹ luôn hả? Cái này là mình đi có một mình hả chú ha? Vô mình ra mình lặn mình nghe cá mình mới đánh hả? Cá đù, cá sóc. Sóc đỏ này cũng cả 100 ngàn ký ha chú ha. 100 mấy ngàn.
Con cá nè dưới nước nó biết nghe nha gia đình. À, nó biết kêu á, nó kêu vào cái chú ổng lặn xuống á, ổng mới là nghe. Vừa mới độ chính xác rồi mới đánh. Cá sóc mà đẹp ha gia đình ha. Vàng nghệ luôn. Còn cái thằng năm nó quỷ nó mua con sinh nó còn để cá. Gia đình. Cá vàng đẹp á. Năm cái thúng tàu á. Cá này muối xì chiên nấu canh chua gì cũng ngon á. Nó còn để từ rối luôn. Cái này phê mấy giờ mình mới đi lần chú? Dạ, nói chung tùy theo nước ha. Gia đình xem nè, con cá nó vàng đẹp không? Cái này kêu bằng giống như cá sóc nghệ á. Nó vàng cái bụng, vàng âm luôn. Cá này mà mua về là nấu ăn là y bài luôn. Nhất cái nách. Ở đây chắc có mình chú đi cái nghề này quá ha. Có nhiều người đi nghề này giống của chú không? Chứ con thấy người ta vô tặng mấy cá dựa, cá xanh xương là không à? À, cái nghề này có mình chú đi. Dạ, như là có một mình chú đi cái nghề này. Nghề này nó khó hơn mấy nghề kia. À, cá sóc bổn nữa. Cá đầu nè. Cá đóng lớn rồi gia đình. Có cá này nhiều là tiền nhiều à. Rồi con cảm ơn chú. Chúc chú ngày nào cũng đi biển được cá nhiều. Chúc chú được nhiều sức khỏe nha. Cái ghim này nhỏ ăn cũng ngon lắm gia đình. Cũng làm được nhiều món lắm. Mà cái gai của nó đầm nhất lắm á. Đâm vô là phơi hàng rồi. Đây đóng ghẹ rồi lai ra lai dai nhiều. Con mình chú không ai phụ. Chồng cùng làm à. Chứ một mình là anh với chú hồi nãy cực lắm. Đi biển vô vợ mua đồ ăn đem xuống, rồi có cá vợ đem lên chợ bán, chồng ở đây thì khao lứ. Sóc này bự á, con này cũng trên 3 lạng á. Trên 3 lạng ở gia đình ơi. Nó hơn 1 gang tây ở gia đình. Dưới biển ta thả vịt. Bữa nay thúng ở nhà thì nhiều, đi biển thì ít, trời thổi quá. Đây là những cái thúng cũ quá, bà con mình lấy để dành đựng lứ này cho gia đình. Chào chú đi nghề gì vô vậy chú? Lứ này lứ kêu bằng lứ gì chú? Lứ ghẹ hả? Hôm nay chú vô có không? Ít lắm hả chú? Cái này phê mình mấy giờ mình mới đi lần chú? 2-3 giờ. Ồ có nhiều đây hả?
cực khổ thì vô mà có nhiêu đây à, ít quá. Đây là cá ghim à. Cái cục này là cục mót nha gia đình, chứ không phải cục đá nha. Cục mót cho nó nổi lên á, nó khỏi có nhặn cái lái á. Hôm nay đò thúng chú này ở nhà. Cắt cái nhẹ gì giờ chú bỏ để nó đập nó nhặt. Tròn mà chạy ngoài đó chạy vậy là cũng mau lắm á gia đình. Vô tới bờ rồi gia đình. Rồi chiếc xe máy cày này xuống kéo thúng lên. Hoàng vô chưa? Ủa chị Dung chưa xuống hả? Vừa lấy. Cái mặt má hả gia đình? Tư ngon. Đây là cá ảo nhỏ. Gành cao quá ha. Tàu qua hay là ghe? Điểm à. Hồi nãy có chiếc thúng kia nó cũng bị hết, vụ nó hốt ra luôn ở khúc ở trên. Thúng mà giờ đi cũng đầy đủ ha, điện đài định vị rồi có hết. Cái chiếc nó gắn máy quét nữa. Cá bắt má từ ghê luôn. Hết. Tụi nó không có hết. Hả? Có luôn. Có luôn.
em làm xong chưa chú? Chiều mới xong. Giờ thôi. Vợ dinh lên, đứa con chạy theo sau. Vô được cái thùng đó là cũng có tiền gia đình, cũng đã chịu và chịu hơn đó. Mình được nhiêu đây anh? Bật má cá sóc. Sóc cái mặt má không à, đi quấn thằng cái mặt cá này không à. Được cái nhiêu đây anh? Bữa nay mình đi vô được cái nhiêu đây hả? Cá tư ngon ghê luôn. Rồi dọn đồ ăn sáng ra. Đây đứa em ở sớm đi biển vô nè gia đình. Đi qua thăm coi đứa em nó đi biển vô có không. Hy vọng là em nó được nhiều. Vô có không đại? Hai can hả? Giờ cũng có tiền. Bên này lưới đi lưới cá bạc má à? Huynh của em nãy vô có nhiêu đó à? Ít à? Can à? Canh nước. Còn cái đây là đựng cà phê. Nhớ đăng ký kênh giúp chú nha. Cảm ơn trước nha. Đợi ngày nào cũng được hai ba thùng vậy đó. Chúc mừng đại.
cá bạc má, cá ảo. Dịch vụ xuống không anh, dịch vụ xuống dễ đổ. Không được, không được. Đâu đâu có nát phần đâu sợ. Cho kịp mình dinh lên chợ anh bán. Đeo bao tay vô mà ư. Có đồ ăn sáng xuống ăn. Uống uống cà phê là được hả? Uống cà phê là được rồi. Chờ. Chờ ừ. Sữa bánh canh đây, bánh canh nha. Ồ khổ vậy hai đi vậy mà còn chưa có tiền ăn đó hả? Cho nhịn luôn. Nghe tội ơi. Cái ảo cá sòng mặt má không một loại có ba loại này à. Rồi giá ngày nào cho đại cũng vô vậy hay là hơn vậy nữa đi. Kiếm tiền là cho con uống sữa. Hết đá rồi hả anh? Anh hết đá rồi hả? Chạy lên ghé chỗ nào mua. Đúng giỏi luôn. Rồi bà con mình vô hết rồi gia đình ơi. Em chờ nãy giờ bà con vô hết rồi. Bữa nay trời thổi đi cũng ít. Video cũng hơi khá dài. Em xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Bye bye cả nhà. Gia đình mình xem ai mà chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Và tặng cho em một like nha. Cho em có động lực em quay clip tiếp nha gia đình.